Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, mình là Hùng Review. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi đáp mới trên kênh FA Channel của mình. Trước khi đến với số hỏi đáp lần này thì nếu như anh em đang có nhu cầu muốn mua cho mình những dòng điện thoại với mức giá tốt nhất, hãy tham khảo ngay tại cửa hàng Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì hãy đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Ok, câu hỏi đầu tiên thì đến bạn có tên là Nguyễn Hằng, Thúy Hằng Nguyễn Thị. Anh ơi, anh tư vấn cho em một con điện thoại tầm là dưới 6 triệu, màn hình ngon, tần số quét trên 90Hz, mặt lưng kính, nhu cầu là chơi game, ít chụp ảnh, lướt mạng xã hội, nhắn tin vào của hãng Samsung. Thì với yêu cầu của bạn nha, và thì mình thấy rằng là nó hơi khó. Tại vì nếu như chúng ta lựa chọn máy mới đúng không, thì 6 củ ấy, nếu các bạn phải gọi là săn sale kinh khủng khiếp, mua được con Samsung Galaxy S4 đó, thì may ra cũng có thể gọi là đáp ứng được tương đối cái nhu cầu của bạn. Thì con đấy cũng có một thiết kế đẹp, thiết kế của nó giống so với con Samsung Galaxy S23, có camera, khả năng chống rung quang học, quay video được 4K, hiệu năng thì với con chip là Dimensity 1080 thì cũng ổn. Nó chơi game ít và chụp ảnh các thứ thì con này vẫn ngon, và lướt mạng xã hội là được. Đó, thì nếu mà bạn mua hàng mới thì cái con tối thiểu mà bạn có thể mua là con Samsung Galaxy A34. Và nếu mà căn sale ấy, thì con này giá của nó sẽ khoảng tầm là 6,5 triệu, 6,6 triệu tầm đó. Còn nếu mà máy cũ ấy thì các bạn sẽ là mua những sản phẩm như là Samsung Galaxy S21 Plus hoặc Samsung Galaxy S21. Thì mình sẽ tư vấn cho bạn con S21 trước nha. Nếu mà bạn là con gái thì mình nghĩ rằng là bạn nên mua S21. Tại vì sao? Tại vì nó nhỏ gọn và cảm giác cầm nắm của nó tốt hơn. Với Samsung Galaxy S21 ấy thì nó sẽ có được một cái cấu hình này, nó sẽ có được một trải nghiệm rất tốt. Con này có màn hình là Dynamic AMOLED 6.2 inch, độ phân giải là Full HD Plus, nó vẫn có tần số quét màn hình là 120Hz. Hiệu năng thì được trang bị con chip là Snapdragon 888. Nói chung á là không phải là quá mạnh, tại vì cơ bản là 888 thì nó sẽ bị bóp về cái phần là nhiệt độ. Tuy nhiên thì với con này các bạn vẫn có được một trải nghiệm sử dụng khá là tốt, và nếu mà chơi game nhẹ nhàng thì với con Samsung Galaxy S21 nó vẫn là một con điện thoại hợp lý. Ngoài ra thì camera của Samsung Galaxy S21 khả năng quay phim và chụp ảnh khá là ngon. Hơn nữa thì với con Samsung Galaxy S21 ấy, thì các bạn sẽ có loa kép này, rồi các bạn sẽ có là chống nước IP68 các thứ này. Thì mình thấy rằng là nếu như các bạn cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn, hiệu năng cao, camera đẹp, màn hình đẹp, cảm giác cầm nắm tốt, thì Samsung Galaxy S21 là một con điện thoại khá là phù hợp với nhu cầu của bạn. Tuy nhiên giá của nó sẽ nhỉnh hơn 6 một chút xíu nha, cụ thể là khoảng tầm 6.4, 6.5. Tuy nhiên thì mình tin chắc rằng là nếu chúng ta đã có 6 củ khoai rồi thì bỏ thêm khoảng tầm 4-500 là chuyện hoàn toàn bình thường và có thể làm được đó. Còn nếu bạn muốn vừa tầm tiền hơn và bạn thích cái điện thoại có màn hình to thì nên chọn con Samsung Galaxy S20 Plus. Màn hình con này là 6.7 inch, độ phân giải là 2K 120Hz, và con này sẽ chạy con chip là Snapdragon 685. Nên chọn phiên bản Snap nha, đừng mua phiên bản Exynos, tại vì Exynos nó quá là lỏ. Camera khả năng quay và chụp ảnh khá là tốt, và thực sự luôn là so với những dòng điện thoại Xiaomi rồi Realme ở trong tầm tiền thì camera của điện thoại Samsung ấy nó luôn luôn có một cái trải nghiệm tốt hơn hẳn. Và con này cũng sẽ có một thời lượng pin tương đối là trâu, là 4500 mAh, vẫn có sạc nhanh 25W, vẫn có chống nước. Thì nếu bạn thích một chiếc điện thoại to và pin nó trâu hơn một xíu thì con Samsung Galaxy S20 Plus nó sẽ là một cái lựa chọn cực kỳ hợp lý. Đó là ba con điện thoại Samsung mà mình thấy phù hợp nhất. Còn nếu như mà bây giờ tư vấn cho bạn Samsung Galaxy A23 thì cũng được đấy, nhưng màn hình của nó không quá đẹp và thiết kế của nó thì chắc là không ngon bằng so với lại con Samsung Galaxy M34 hoặc là S20 Plus hoặc là S21, thì bạn có thể tham khảo những ý kiến của mình nhé. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn tên là Tân. Anh ơi, giữa Renault 5 với cả là Note 11 cái nào ngon hơn ạ? Không biết là về phần tối hóa game như thế nào, chúc anh nhiều sức khỏe. Với câu hỏi của bạn Tân ấy, thì phải nói rằng là nếu so sánh giữa con Oppo Reno 5 với cả là Redmi Note 11, mình có vào đọc comment ấy, thì một số bạn chọn Redmi Note 11, nhưng không, nếu mà mình sẽ chọn con là Oppo Reno 5. Tại vì cơ bản Oppo Reno 5 nó có nhiều thứ ngon hơn so với con Redmi Note 11. Thứ nhất nha, đó là con chip Qualcomm Snapdragon 720G. 720G hiệu năng của nó vẫn mạnh hơn rất nhiều so với con chip Snapdragon 680 nha. Thứ hai là camera của điện thoại Oppo đẹp hơn 64 chấm. Đấy, và quan trọng hơn nữa là cái phần camera selfie của nó cũng đẹp hơn, thực sự phải gọi là xuất sắc hơn nhiều. Và con Oppo Reno 5 thì có duy nhất một cái điểm trừ so với Redmi Note 11 thôi, là pin của nó không được trâu bằng. Note 11 là 5.000, Reno 5 là 4.300. Đó, nhưng bù lại là con Reno 5 sạc 50W, còn Redmi Note 11 chỉ là 33W mà thôi. Còn về cái yếu tố là tối ưu ấy thì mình nói thẳng luôn, Oppo tối hóa cực kỳ ngon. Với Oppo Reno 5 mặc dù ra lâu rồi nhưng mà vẫn được cập nhật lên cái phiên bản mới nhất là Android 12, có thể là sắp tới Android 13.
tố hóa phần mềm cực kỳ tốt và không có lỗi vặt trong quá trình sử dụng. Thì cái này những bạn nào dùng điện thoại Oppo các bạn sẽ tự hiểu là Oppo tố hóa phần mềm ngon đến như thế nào. Nên là giữa kèo này thì mình nghĩ rằng là con Oppo Reno 5 sẽ là một cái lựa chọn hợp lý, hợp phí hơn. Bạn Kha Di thì có hỏi mình là A23 5G và Redmi Note 12 nên mua con nào để chơi game màn hình đẹp vậy? Thực ra thì quả này nếu mà chơi game ấy thì chắc chắn là con Samsung nó vả cho Xiaomi sấp mặt rồi. Tại vì cơ bản Samsung ấy nó chạy qua chip Snapdragon 695 5G đó và camera của nó đẹp hơn. 695 5G so với 685 ấy thì cái hiệu năng của nó phải gọi là chênh nhau một trời một vực, gần gấp đôi về phần hiệu năng. Đó nên là bạn nào mà cần chơi game, bạn nào mà cần hiệu năng thì chắc chắn là Galaxy A23 5G là chân ái. Tuy nhiên với con Xiaomi thì nó hơn được cái phần màn hình. Tại vì màn hình của Xiaomi á, là màn hình AMOLED 120Hz, còn màn hình của Samsung chỉ là màn hình PLS LCD thôi, nó sẽ không bằng. Nhưng bù lại, con A23 5G nó sẽ có thêm là cái camera có chống rung quang học. Đó, và điện thoại Samsung thì việc bảo hành các thứ phần mềm làm cũng ổn định hơn. Nên kèo này mình nghĩ rằng chúng ta nên hy sinh một chút về cái phần màn hình để có được cái hiệu năng, sự ổn định và camera ở trên con Galaxy A23 5G. Lang Ghe thì có hỏi mình là cho mình hỏi con sò nào gắn với iPhone 11 thường ok nhất. Thì nếu như iPhone 11 thường nha, mình nghĩ rằng chúng ta không nên đầu tư một con sò có hiệu năng quá cao mà chỉ cần hai con thôi. Nếu mà bạn muốn sò rẻ nha, nên lựa chọn con Memo DL05 ở trên Shopee của Cam Store, đường link ở ngay bên dưới này, bán ở mức giá chỉ khoảng tầm là 230-240 thôi. Con thứ hai là con DL16. Con này thì nó sẽ hơi kén nguồn. Bạn cần phải dùng nguồn USB, cổng USB và dùng nguồn trên 10W. Nếu anh em sử dụng nguồn PD là nó không dùng được, thì bạn dùng cho con iPhone 11 sẽ là hợp lý nhất với hai con này. Cần hiệu năng ở mức bình thường, giảm nhiệt độ cho iPhone 11 ở mức hợp lý thì đây là 05 là ngon bổ rẻ rồi. Đó, còn nếu mà bạn cần hiệu năng sâu hơn thì nên lựa chọn DL16 nhé. Và DL16 cũng dành chuyên cho những anh em sử dụng gaming phone, nên là anh em cần có thể chốt. Và bạn Ngân Nguyễn thì có hỏi mình là Galaxy A53, A54, A73 thì con nào pin trâu, chiến game tốt, dùng lâu dài khoảng tầm 2-3 năm. Thì với câu hỏi của bạn ấy rõ ràng luôn, Galaxy A73 sẽ là một cái lựa chọn hợp lý nhất đối với cá nhân mình. Nếu giá nó rẻ thì nên quất A73, màn hình to hơn, nét hơn, đẹp hơn, đó, camera xịn hơn. Rồi pin của con Samsung Galaxy A73 hình như là cũng tương đương. Đó, nhưng mà tất cả những tính năng còn lại thì đều y xì đúc những con Galaxy, như con Galaxy A53 5G chẳng hạn. Còn Galaxy A54 thì đây không phải một con điện thoại hợp lý. Tại vì cơ bản mình thấy rằng cái hiệu năng của nó bị flop bởi con chip Exynos. Hiệu năng của nó bị flop bởi con chip Exynos, còn những thứ còn lại thì cũng tương tự như hai con Samsung Galaxy kia thôi. Nếu mà được thì bạn nên lựa chọn con Galaxy A73, có màn hình to hơn, đó, có camera đẹp hơn, rồi nhìn dùng nó cũng sướng hơn nữa. Còn nếu bạn cần nhỏ gọn ấy, thì lựa chọn Samsung Galaxy A53, còn con Galaxy A54 thì không xứng đáng lắm. Tại vì con Exynos nó làm cho tổng thể trải nghiệm bị flop quá. Ok, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn tên là Tamoto đúng không? Anh ơi, dưới 7 triệu nên mua máy gì chính hãng ạ? Chỉ chơi PUBG, Liên Quân, Roblox, mượt, lướt web thôi ạ. Với câu hỏi của bạn ấy thì mua Poco F3 đi, hoặc là mua Poco X4 GT. Tại vì cơ bản là nếu mà tầm dưới 7 củ thì chỉ có hai con đấy. Đó, nếu mà con Poco F3 thì các bạn có con chip Snapdragon 870, màn hình AMOLED 120Hz, pin cũng ổn, nói chung là có sạc nhanh. Cơ bản thì với con Poco F3 thì tầm giá khoảng tầm là 6.2-6.3 là hợp lý và mua được. Đó, còn nếu mà tầm giá dưới 7 củ mua con Poco X4 GT ấy, thì các bạn sẽ được một cái hiệu năng cực kỳ mạnh. Tại vì nó có con chip là Dimensity 8100, đó, nó có màn hình 144Hz, nó có pin trâu, nó có sạc nhanh 67W cũng khá là hợp lý. Đó, còn nếu bạn thích ăn chắc mặc bền thì có thể mua một con Samsung Galaxy S20 FE. Con đấy có hàng mới và giá khoảng tầm là 7.5 củ ở cửa hàng Di Động Việt. Thì con đấy có màn hình AMOLED 120Hz 865. Nói chung không phải mạnh nhất nhưng mà tố hóa tốt. Đó, camera khả năng chụp ảnh quay video ngon, pin thì tương đối trâu, 4500 có sạc 25W. Thì mình nghĩ rằng là mấy con đấy là hợp lý nhất rồi. Ok, đó tất cả những câu hỏi có trong số hỏi gì trong lần này của mình. Các bạn nghĩ sao về những câu trả lời? Sai chỗ nào, chưa đúng chỗ nào đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye.